Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ năm, tuần lễ chúng tôi ở bên này, thì chúng ta tối thứ năm theo như lời hứa hẹn với nhau là chúng ta học những câu chuyện lịch sử về Đức Phật còn tại thế. Hôm nay là kỳ thứ ba. Như vậy thì hai tuần thứ năm trước và các tháng trước chúng ta học hai kỳ rồi, hôm nay là kỳ thứ ba. Và tuần sau một kỳ nữa thì lại là coi như là đúng hai kỳ. Và cũng thông tin vào tháng tới nữa thì chúng tôi ở bên đây chỉ có một tuần thôi. Như vậy thì tháng tới chúng ta học hai tối thứ hai và một tối thứ năm. Mời cộng với cái ngày Chủ nhật tôi bắt quan trai. Riêng tháng này thì ở hơi nhiều, coi như là Chủ nhật này thì tôi cũng giảng cho các vị nghe, và Chủ nhật sau tôi có con trai nữa. Coi như bây giờ là thầy trò cũng để chúng ta là đi nước rút. Bây giờ còn rất nhiều những cái điều mà chúng ta cần phải học. Để rồi khi mà tôi qua tới ban bản á, có một Phật tử nói tôi một câu mà tôi nhớ là tôi giật mình. Ví dụ như các vị mà lớn lớn tuổi khó tánh quá đó, thì có Phật tử nói mấy vị đó có tên trong danh sách đi hết rồi nhưng mà chưa có chỗ nào nhận. Cái là từ đầu cái tôi suy nghĩ là tôi cũng vậy đó. Không chẳng những tuổi già có tên trong danh sách đi đâu, mà tuổi trẻ nó cũng có tên trong danh sách đi hết rồi đó. Ai cũng có cái danh sách đi hết nhưng mà không có chỗ nào nhận. Vì vậy mà tôi mới suy nghĩ là thôi, bây giờ mình ráng mình nương cái chỗ nào đó để cho có chỗ nhận. Thì bây giờ mình chưa có thành Phật được, thì thôi thì mình cũng ráng cho nó được, giữ cho được cái thanh phàm của mình. Vì vậy mà bây giờ các vị ráng làm sao mà tu nhân học Phật cho nó tròn cái nhân cách con người. Thì như vậy thì chắc chắn là mình làm người để mình tu tiếp, không có muộn màng gì. Chỉ sợ có cái mình mất nhân, mất nghĩa, mất lễ, mất trí, mất tính. Mình phạm những cái điều mà nó sai trái, nó mất luân tâm, mất luân tri, mất đạo đức á. Thì mình chết, mình bị đọa là khó làm người. Vì vậy mà tôi suy nghĩ rồi, đời nay mình tu làm sao mà cốt để mình giữ được cái thân này. Rồi cho cái trí não mình nó phát triển, nó sáng suốt nữa là quý lắm rồi. Và tôi nhắc nhở quý vị vậy đó. Chứ đừng có ham mong muốn mà đi đâu xa xôi dữ dội hết nha. Thật sự nó khó lắm. Trải qua vô lượng, vô biên, a tăng kỳ kiếp, có thành tựu được đạo nghiệp giải thoát chứ không phải là vừa đâu. Nhưng mà làm sao mà mỗi một ngày của mình đó, nó có một cái phát triển mạnh lên. Cho nên bây giờ tôi cũng bồi bổ cái đầu của tôi. Không phải tôi nói cái tôi đâu, mà tôi muốn nói để là tôi chia sẻ với các vị đó. Các vị biết là bây giờ như bản thân tôi thì giờ muốn ăn thì nào ăn, muốn ngủ thì nào ngủ, làm thì làm, đâu có ràng buộc gì đâu. Nhưng mà tôi cũng phải làm chủ lấy mình. Cái gì cái chứ không bao giờ tôi dám thức dậy sau khi mặt trời lên hết á. Bởi vì trong kinh Đức Phật dạy á, mình ngủ mà thức dậy sau cái mặt trời lên thì con người mình trí não nó không có thông minh. Vậy mà tôi cứ sợ kinh tôi đáng. Rồi khi dậy á, thì phải đọc một hai trang kinh, dầu không có đem cái tấm thân béo bổ lên tới điện Phật nhưng mà cũng phải đọc một vài trang kinh, nhớ một vài trang sách. Nên vậy mà ngày nào cũng huấn luyện, cũng rèn luyện cho mình để rồi cái trí não nó nhớ. Rồi khi các vị biết khi nó nhớ như vậy đó, nhớ là Phật dạy đúng chân chánh như vậy đó, thì trong đầu nó không có những cái mê tín, nó không có những cái hoang đường, nó không có những cái viễn hoặc. Và đồng thời á, nó diệt đi rất nhiều cái tham vọng, nó diệt đi rất nhiều cái ham muốn, nó diệt đi rất nhiều những cái sân hận. Cho nên may mắn cho tôi là tại vì tôi đã chọn con đường tôi đi. Chứ nếu mà bản thân tôi mà tôi không chọn đúng con đường tôi đi nữa thì quý vị biết là nghiệp nó kéo lâu dữ lắm. Nhưng mà rồi mình chọn cái con đường, cái lý tưởng của mình vậy đó, cho nên nó cũng đỡ rất là nhiều mặt. Thì tôi chia sẻ đại chúng như vậy đó.
thì các vị cố gắng, mỗi người thì nó có quyến thuộc của nó, mà cái quyến thuộc nó đã hình thành rồi đó thì khó mà rứt bỏ. Đó, như tôi thì có hứa với Ngài Viện Chủ là 60 ngày tôi quyết định trả lời, nếu mà qua bên chùa bên kia mà người ta cảm thấy không có duyên là tôi rứt ngay. Thì tôi cũng phan dữ lắm á chứ, nhưng mà rồi rứt không được. Tôi thấy là mình nó có quyến thuộc rồi. Chứ kỳ rồi là tôi tính là tôi qua một kỳ nữa tới Phật Đản là tôi từ giả luôn đó. Nhưng mà rồi thấy cái gì nó cũng do dường như nó có sự sắp xếp á. Thành ra như vậy đó mà bây giờ thì chư tăng ở đây đông thì tương lai sẽ chia ra bên đó. Thì vì vậy mà những cái gì mà tôi viết lại, tôi ghi sách thế này nè, thì tôi cũng dặn Phật tử bên chùa Vạn Hạnh cũng vậy, mà bên đây cũng vậy. Khi không có tôi á, quý vị có nhớ, thay vì đừng có nhớ cái gì tốt gì xấu hết á, mà khi nhớ những cái ngày mà không có thầy mà mỗi buổi tối quý vị về tụng kinh nên là đọc, lấy ra đọc, đọc rồi nó mới thấm thía những cái ý nghĩ. Thì tôi tặng cho quý vị mỗi người cái bài cùng nhau suy gẫm tu tập của tổ sư, giờ là tổ rồi nhưng mà của Hòa Thượng Vạn Đức. Thì quý vị về dán ở đâu trong nhà mình á, rồi các vị đi tới đi lui các vị đọc, các vị tư duy. Đó. Thì Hòa Thượng nói ra tới mấy mười mấy điều là, nhưng mà tôi tâm đắc có sáu điều rồi, tôi ghi lại sáu điều thôi. Đó. Ví dụ như Ngài bảo là hãy phan hồng tha thứ, biết thiện thì theo, tới đâu thì tới. Cái câu rất đơn giản đúng không? Nhưng mà người tu mình không phải dễ làm. Phan hồng tha thứ, cứ sống cuộc đời này mình biết đem cái tâm mình nó rộng rãi thứ tha, rồi cái chuyện nào thiện thì mình theo, tới đâu thì tới. Như vậy thì nhớ các vị biết là trên bước đường tu thiện nó rất là khó khăn chứ không phải dễ. Mà mình làm cái chuyện gì mà mình thấy an lòng cho mình, mà vui cho người, hạnh phúc lợi lạc cho người thì mình cứ làm. Còn người ta có chê bai, có chỉ trích gì thì thôi cũng không sao hết. Rồi sống trong cuộc đời muốn được thông thả rảnh rang thì đừng dính tới quyền lợi. Cái câu này rất tâm đắc. Cho nên cuộc đời này mà thông thả rảnh rang mà dính tới quyền lợi thì coi như nó mất đi. Nó mất đi cái sự thông thả rảnh rang lắm. Quyền là thế lực, lợi là lợi dưỡng. Như vậy mà đụng hai cái này là khó có rảnh rang được. Thứ ba, làm việc phải thuận duyên thì làm, không thuận thì phải khéo léo nhẫn chịu để vượt qua. Thứ tư, ăn chay, thương người, thương vật, niệm Phật, tụng kinh, ăn thịt chúng sanh mà mong giải thoát là điều không thể có. Thứ năm, mót thời gian tu niệm đừng bỏ qua vì sự vô thường không hẹn. Thứ sáu, thông minh hiểu biết nhiều, coi chừng thua ông già bà lão ăn chay niệm Phật mà sống hiền lương chân chất. Như vậy là quý vị mỗi người đem câu này về dán cho mình đọc, cho bà con thân nhân bạn bè để đi qua lại đọc có phước. Cái gì mà cái lời pháp mà thấy nó có giá trị mà nó thực tế, quý vị nên phát tâm. Bây giờ thì nó lặng rồi, vô tới máy tập. Bây giờ chúng ta vào cái bài học tối nay. Quý vị thông cảm, tôi bây giờ cũng hà tiện tiết kiệm lắm. Theo lẽ tiểu bự thì nó tới 8 trang, cho nên tôi làm chỉ có chút là quý vị quan hỷ cho tôi. Bởi vì nó mực nó sắp hết rồi, cái giấy nó cũng cạn rồi, nó là mực. Theo lẽ cái câu chuyện bắt đầu, cái câu chuyện này á, thì đối với hàng tu hành xuất gia sinh văn chúng á, thì học trước, theo là học trước. Nhưng mà vì tôi hứa là tôi chia sẻ cho quý Phật tử, vì vậy mà chúng ta học sao? Học sao là học theo cái giới. Tại vì cái người tu như chúng tôi á, thì giới đầu tiên là giới thứ ba của các vị là giới dâm. Nhưng mà ngược lại cư sĩ tại gia đó thì giới thứ ba, còn xuất gia là giới thứ nhất. Cho nên cái câu chuyện này mà mãi đến hôm nay bây giờ mới học, quý vị cũng cảm thông cho là tại vì đi ngược, cái này đi ngược nhưng mà thuận theo cái Phật tử tại gia.
Thế Tôn cùng 500 tỳ kheo từ nước Tu Nại Lại Bà du quá ngang qua xứ Tỳ Lan Nhã. Vua Ba Tư Nặc lấy tên của người là Bà La Môn, tên là Tỳ Lan Nhã đặt áp này. Áp này có một khu rừng vắng, ở đây tàn cây đang phủ lên nhau thành một khu nhà xanh thoáng rộng. Bây giờ Thế Tôn cùng 500 vị tỳ kheo. Như vậy thì trong kinh thường cái gì cũng 1500, 1250, nhưng bây giờ Đức Phật đi cùng cái 500 vị tỳ kheo thôi. Đi ngang cái nước Tu Lại Bà. Như vậy thì cái nước này là một trong 16 nước của thời Đức Phật. Thời Đức Phật thì 8 vị vua, 8 nước quy y Phật. Tuy nhiên trong xung quanh của cái xã hội Ấn Độ bây giờ tới 16 nước. Nước Tu Lại Bà là một trong 16 đất nước của thời Đức Phật, của Ấn Độ bây giờ. Thì vua Ba Tư Nặc á, là giống như là một cái nước lớn, mà nước này giống như nước Chư Hầu. Thì trong cái nước nhỏ này đó thì có một cái thôn tên là Tỳ Lan Nhã, vì bây giờ đạo Bà La Môn á thống trị. Có cái ông tên là Tỳ Lan Nhã này, ông này ông giàu có mà ông theo đạo Bà La Môn, cho nên vậy mà có cái danh giá trong vùng. Vậy mà ông vua Ba Tư Nặc mới đặt cái tên của ông Tỳ Lan Nhã này cho một cái ấp. Lúc bây giờ vào đầu mùa hạ, từ lâu vào đầu mùa hạ, từ lâu đạo sĩ Bà La Môn Tỳ Lan Nhã rất ngưỡng vọng bậc Như Lai. Nay cơ hội Phật đến với ông ta đã trở thành hiện thực. Ông ấy cùng với quyến thuộc 500 người tiền hô hậu ổn trực chỉ đến khu rừng này. Trước Phật, ông ta cung kính và ngồi qua một bên nghe Phật thuyết pháp. Bây giờ ông Bà La Môn Tỳ Lan Nhã này từ lâu quá nghe cái danh Phật rất ngưỡng vọng, định có dịp để đảnh lễ Phật và thỉnh Phật để cúng dường. Nhưng mà không ngờ cái mong ước đó hôm nay thành sự thật. Thì ông nghe là Phật và 500 vị tỳ kheo đi ngang cái trú xứ này dừng chân, thì ông cũng đích thân và 500 vị tỳ kheo đến để nghe Phật thuyết pháp và có lời thỉnh Phật. Ông ta mới thưa thỉnh Phật và Tăng: thỉnh Phật và Tăng nhận lời của con đến ấp an cư 3 tháng để con được cúng dường. Đức Phật bảo rằng: chúng của tôi thì đông, mà lòng tin của ông có khác, cách nhìn của ông có khác, niềm vui ở cách tôn thờ của ông có khác, liệu có thích hợp chăng? Bà La Môn, người Bà La Môn mới bạch Phật: con tuy lòng tin có khác, cách nhìn và niềm vui có khác, song đối với chúng đông đảo của Thế Tôn thì không có vấn đề gì. Và ba lần thưa thỉnh như thế, cho nên Phật cũng nhận lời. Như vậy thì ban đầu Đức Phật cũng rất là dè dặt, mà Ngài nói rằng là chúng tăng thì đông, tới 500 vị là, mà lòng tin của ông thì có khác. Thì quý vị nghe là Thế Tôn nói rất là khéo. Bây giờ các vị suy nghĩ, coi đọc rồi suy nghĩ là sao? Là sao mà Đức Phật phải ban đầu từ chối như vậy, gạn lọc như vậy? Chúng đệ tử Phật thì đông, mà lòng tin của ông á thì có khác, cách nhìn của ông có khác, niềm vui và cách tinh thần của ông có khác, thì liệu có thích hợp không? Như vậy thì chắc chắn 500 vị tỳ kheo này có bậc thủ học, mà có bậc thì vô học. Cái bậc vô học đó có nghĩa là vị này đã dứt hết các lậu hoặc rồi. Lậu hoặc là gì thì sĩ à? Lậu hoặc đã dứt hết các lậu hoặc. Cái bậc vô học đã dứt hết các lậu hoặc, còn bậc thủ học là còn các lậu hoặc. Vậy lậu hoặc là gì? Là những sự sai lầm. Chữ hoặc là sai lầm, chữ lậu là còn lọt rớt, là còn những phạm phải những cái sai lầm thô hay là tế. Thì bây giờ sẵn đây quý vị nhớ lại nè, bậc các bậc tỳ kheo, bậc hữu học thì còn các lậu hoặc, còn bậc vô học thì dứt hết các lậu hoặc. Nhớ nha,
Vậy thì bây giờ quý vị nhìn tôi, giờ thì tôi là tỳ kheo nào, mà tỳ kheo này hữu học hay vô học? Đúng rồi, hữu học có nghĩa là ít nhiều cũng còn những cái sai lầm thô hay là tế, thô hay tế là lớn hay là nhỏ. Khi nào đạt tới bậc vô học thì lúc đó gọi là thành tựu A-la-hán. Thì A-la-hán thì dứt hết các lậu hoặc rồi đó, bạc hết các cái duyên. Nhớ chưa các đại chúng, nhớ không? Nhớ chữ hữu học, vô học chưa? Như vậy thì Đức Phật nói như vậy là tại vì Đức Phật dè dặt là trong hàng đệ tử Phật có bậc hữu học và có bậc vô học. Nếu ai cũng vô học hết thì Phật đâu có cần dè dặt đâu, đúng không? Còn hữu học thì thường hay làm những cái việc để cho người đời họ nhìn sai quấy. Đó, như vậy mà Phật rất dè dặt, nhất là cái ông này là đạo gì? Đạo Bà La Môn nữa. Đó cho nên Phật mới nói trước là đệ tử ta, đệ tử tôi thì đông mà lòng tin của ông thì có khác. Như vậy thì cái ông này từ lâu ông nghe danh Phật thì ông nghe mà ông kính, thì ông nghĩ ông thần tượng Phật như thế nào, thần tượng Phật và tăng đoàn như thế nào, rồi dứt hết các gì, các lậu hoặc. Chắc chắn là ông thần tượng như vậy là một cái gì đó thần tượng lắm. Nhưng bây giờ Phật sợ là gặp rồi thì nó có thế nào cũng còn những cái việc sai lầm. Đó cho nên Phật rất dè dặt. Bởi vì lòng tin, thường thường cái gì mà ta tin nhiều quá đó thì có gì thấy thì sao? Nó dễ dàng sụp đổ cái tư tưởng của mình. Cho nên quý vị nên nhớ đó, quý ai thương ai đừng có đặt hết niềm tin, đặt 2/3 thôi. Còn 1/3 có gì chúng ta không hối hận, nghe không? Chứ đừng có đặt hết niềm tin rồi coi như người gặp người nào đó mình coi như bậc hiền, bậc thánh đó, thì mình dễ bề hối hận lắm. Tại vì mình đặt hết niềm tin. Cho nên đây là một rút kinh nghiệm của tôi cũng vậy đó. Hồi xưa tôi gặp một vị nào mà ban đầu tôi mới gặp quan nghi tế hạnh nói năng á, rồi tôi đặt hết niềm tin đó. Nhưng mà khi tôi nghe chuyện gì rồi á, tôi dễ dàng đau khổ sụp đổ lắm. Vậy mà tôi rất cảm thông cho quý Phật tử. Cho nên như vậy mà các vị á, y pháp y nhân thì Đức Phật dè dặt, Đức Phật nói trước này. Vậy thì từ đây về sau các vị gặp một vị tăng nào, một vị ni nào, mình tin là có quyền mình tin, nhưng mà có đặt hết lòng tin không? Vậy cho nó khỏe nhất là phải không? Đó là tôi nhắc nhở như vậy. Đây là Đức Phật rất dè dặt. Người Bà La Môn mới bạch Phật, bạch Thế Tôn, lòng tin con có khác, cách nhìn và niệm vô có khác, nhưng mà xong đối với chúng đông đảo của Thế Tôn thì không có vấn đề gì. Ông này lúc nào cũng vẫn còn cái lòng tin không? Ông nói không sao, đông là đông chứ không có sao hết á. Tại vì ông nghĩ là ông tưởng đâu Đức Phật nói là gì, sợ ông không có khả năng cúng dường. Nhưng mà ông trả lời cái câu theo cái ý ông tưởng thôi. Như vậy là cái ý tưởng có trúng không? Và rõ ràng cái học nhớ, cho nên vậy mà Đức Phật mới nhớ nhắc câu gì? Ngươi chớ có tin cái ý của ngươi khi ngươi chưa chứng thánh quả. Và nhớ câu đó mà quý vị sống được an ổn. Ý tưởng là không dịch đúng. 3 lần thỉnh như vậy Đức Phật mới nhận lời. Đó, bắt đầu nó hết một đoạn rồi, thì này tôi viết tắt lại. Lời thề của Ma Ba Tần còn đó, cho nên bằng cách làm mê hoặc tỳ lan nhã, quên hẳn lời mời thỉnh kia. Năm thứ vui quan lạc ở đời, được Ma Ba Tần hóa thân vào trong đó, làm sơ tâm của ông nhanh chóng thối hóa. Bao nhiêu việc ông cho sắm sửa đầy đủ, cho 3 tháng an cư của Phật và Tăng được đóng lại bằng cái lệnh nghiêm ngặt. Sau đây, nay ta cần vui hưởng 3 tháng ở hậu cung, việc bên ngoài dù hay dở tốt xấu cũng không được báo cáo. Chữ Ma Ba Tần, hôm rồi tôi có hướng dẫn cho đại chúng rồi, bây giờ quý vị trả bài cho tôi coi chữ Ma Ba Tần là cái gì. Rồi trả cho hết, trả bài là hết tôi rồi. Chữ Ma Ba Tần dịch là sát giả, mà dịch gần gần là ác giả.
Nhưng mà dịch đúng là chữ sát, sát là giết chết. Như vậy là ma ba tầng thật sự cũng có bên ngoài, nhưng mà bên ngoài nó không làm gì được hết. Nó tác động ở đâu? Ở bên trong. Tác động của các cho bị bên ngoài nó làm mê hoặc cái bên trong. Mà mê hoặc bên trong mà mê hoặc rồi thì nó giết cái giới, cái định, cái huệ, cái giải thoát, cái giải thoát tri, tri kiến. Cho nên nó dịch ra là sát giả thôi. Một khi ma bên ngoài, có những cái cảnh tượng xung la bên ngoài, có những cái tài sắc danh thực thì bên ngoài nó không làm được gì nếu mà ta thanh tịnh. Đằng này bên ngoài nó như vậy, nó tác động vào cái lòng ham muốn của các vị tỳ kheo hữu học. Từ cái hữu học cho nó thấy đó mà đấm đúa theo, thế thì mất cái gì? Mất giới, mất định, mất huệ, mất giải thoát và mất giải thoát tri, tri kiến. Thế thì gọi ma ba tầng là sát, sát giả là vậy đó. Tôi nói cái gì có hiểu không? Cái nào không hiểu cũng qua nghĩ hỏi lại. Bây giờ là thầy trò học nước rút, cho nên cái gì tuy là nước rút nhưng mà phải hiểu rồi mới qua bài khác. Các vị sao định nghĩa là giùm tôi nha. Vậy thì trước tiên tôi nhắc trở lại, ma ba tầng là sát giả. Là tại sao gọi là sát giả? Là tại vì nó giết hết, nó giết chết cái giới, cái định, cái tuệ, cái giải thoát tri, tri kiến, gọi là ngũ phần tâm hương đó. Cho nên con ma ba tầng này nó nhớ cái lời thề năm xưa. Lời thề với ai là thề năm xưa, là tờ thề với ai? Lời thề với ai? À, lời thề với Phật. Tại vì khi Phật ngồi với đạo Bồ Đề, với cõi Bồ Đề, chưa thành Phật, thì ma ba tầng nó giả ra các cô gái hẻo lả, sexy để làm mê hoặc Thái tử hay là mê hoặc Phật. Nhưng mà Phật sao? Nhờ cái lòng thiền định, nhờ cái tâm thiền định, cho nên quán chiếu đó là cái đại gia hôi. Rồi nhờ cái tâm thiền định đó mà tiêu thiên mấy gì? Mới xuống là giả là con chuột cắn cái bầu của nó, làm cắn cái bụng của quản hồn, nó bỏ nó chạy, nó ma ba tầng bỏ chạy, cuối cùng nó thua. Coi như là Phật thắng thì ma ba tầng mới thề, ông tôi không làm cho ông được thì tôi nguyện là tôi sẽ là sao? Sẽ hại đệ tử không? Nhưng mà nếu mà mình đàng hoàng nó có hại được không? Phải, cho nên cái chỗ đó cho nên việc mà sự thật cái chánh tâm nó không phải dễ, quý vị thấy không? Cái chánh tâm, cái chánh niệm nó không phải dễ đó, cho nên tôi nói các vị biết đó, học Phật là phải học vậy đó. Sự thật tôi thì bề ngoài tôi không có tu gì hết trơn á, nhưng mà cái tư duy của tôi là cái tu đó. Thế mình cô động lại để giải thích cho rất rõ ràng vậy đó, thì vậy là tu chứ gì. Chứ giờ biểu mà ngồi giảng từ chương thì khó lắm. Cho nên năm thứ vô quan lạc ở đời, ma ba tầng quá thanh vào trong đó. Năm thứ vô quan lạc là gì? Năm thứ của dục lạc đó. Của dục lạc là gì? Tài, sắc, danh, thực và thùy. Có nghĩa là tài là gì? Là tiền bạc vật chất nè. Sắc là sắc đẹp nè. Danh vọng nè. Thực là gì? Ăn uống nè. Thùy là ngủ. Ngủ nghỉ năm thứ này nó làm mê hoặc lắm. Vì vậy mà các vị để ý coi, cái người ngoài đời cũng vậy, người tu cũng vậy, nó ngủ nhiều là nó không có sáng suốt. Cho nên nó gọi là thùy, nó mê muội, nó có cái con ma ẩn trong nó. Vậy mà hàng tỳ kheo á, Đức Phật có nhiều vị ta chánh niệm ta không có ngủ nhiều. Bây giờ các Phật tử lớn tuổi thì ngủ đi cho có sức khỏe, nhưng mà nếu khi các vị thức dậy đó thì các vị cũng nhớ, thì mình thích pháp môn nào thì mình tập luyện pháp môn đó. Nếu các vị ngủ dậy thì các vị nên niệm Phật hay là trì chú hay tọa thiền, bất cứ làm sao để cho mình tỉnh thức, tỉnh giác, thì như vậy thì nó không có mê muội, chứ thôi nó cũng dính trong ngũ dục lạc nữa. Ăn uống cũng vậy nữa, có gì ăn nấy, khi nào ăn ngon thì ăn thấy ngon, khi nào dở cũng bình thường, miễn cho nó sống được rồi. Rồi cái danh lợi cũng vậy, rồi cái sắc đẹp thì thôi quý vị, bây giờ thì tôi nghĩ là đại đa số cao niên cũng đỡ rồi. Rồi cái tiền bạc vật chất cũng vậy,
cho nên là mình cảnh giác với nó, chứ nó luôn bài mọc đó nghe, nó luôn bài mọc mình chứ nó có tha thứ mình đâu. Thế thì năm thứ dục lạc mà nó làm cho cái ông Tỳ Lăng Nhã này quên hẳn lời mời đi. Mùa an cư năm ấy, Đức Phật và Tăng an cư trong rừng núi phía bắc thành ấy, vì quanh khu vực rộng lớn này không có một ngôi tịnh xá giảng đường nào. Cái mà ma ba tầng nắm được là thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa. Trời thì nắng như thiêu đốt, đất đai khô cằn, hoa màu chết sạch. Người thì người của Bà La Môn đã bị nhận chìm trong thú vui quan lạc. Cho nên ba ma ba tầng quan hỷ với ý đồ của mình. Không nơi đâu tỳ kheo khắc thịt được. Cái đói của chúng tăng càng lúc trở thành nguy kịch. Nhưng vào cao điểm ấy, các tỳ kheo gặp người chủ buôn ngựa. Ông ta có lòng tin Phật rất sâu đậm. Trước sự trầm mặc của tỳ kheo khắc thịt, người chủ buôn ngựa mới thưa: tôi có lộ lúa cho ngựa ăn, nếu quý thầy có thể dùng được thì tôi bớt nửa phần. Một thanh xin biếu quý vị, chắc có thể nuôi sống mà hành đạo. Đó, bây giờ đó, đói quá đi. Đói quá cho nên các tỳ kheo mà chưa đắc quả thì quý vị thấy sao? Buồn tủi, trời ơi, mà biết kia ngoài đời cho nó sướng phải không? Cái này có nè. Các vị mà có tu á, hay không tu nó dễ lắm. Có cái duyên đối với đạo hay không có duyên nó dễ lắm. Cái người mà có duyên với đạo á, các vị đấy, người ta càng khó khăn thì người ta vẫn tiến. Còn mà không có duyên với đạo rồi đó thì càng khó thì sao? Càng lùi. Vậy Phật tử tại gia cũng nhớ nha. À, thì cái câu này nó kết hợp với câu của sư ông Phật Đức dạy hồi nãy là gì? Cái việc thiện, cái nào thiện thì theo, tới đâu thì tới, đâu theo, cho nên nó được tu không phải dễ đâu nha. Đó như vậy thì mình phải có cái lúc nào cũng tôi nhắc cái chữ chánh tâm. Như vậy thì các tỳ kheo mà còn phàm phu, còn hủ lậu hoặc á, thì coi như là gặp cái cảnh này là buồn rầu, sợ hãi. Tại vì các vị đó là sao? Còn tham dục, còn nuối tiếc cái thân, còn quý trọng cái thân. Còn các tỳ kheo mà ta tu hành trên cánh thì quý vị thấy ta có quý trọng cái thân không? Không, ta nghĩ cái thân này là trò chơi thôi, thì có nương Đức Phật là quý rồi. Như vậy thì quý vị thấy mình đời nay á, mình không có gặp Phật, thành ra mà mình cũng còn biết cái tâm của mình nương vào cái lực của Phật không? Thế thì thấy mấy ông tỳ kheo buồn rầu quá, thì gặp cái ông bây giờ tôi kể tắt đi hết giờ, gặp cái ông giữ ngựa này, ông cho một thúng lúa ngựa. Thì cái danh từ mà tôi tra tìm trong cái lực á, trong bộ lực á, thì con lúa ngựa là cái lúa mà sai dốt dốt cho con ngựa nó ăn, nó có cái chất cám ở trong đó. Còn mà con người mình ăn thì bây giờ gọi là gì? Là gạo. Rồi tôi tìm hiểu kỹ trong luật để rồi phân tích lúa ngựa là lúa gì. Nhưng mà cái lúa này trồng để cho con ngựa nó ăn, cho nên không cần giả nó thành gạo. Thế thì khi ông này mới túm một thúng như vậy đó, mỗi một thầy là một thần, thì A Nan đó mới lấy cái lúa ngựa này là đãi cho sạch. Rồi ngài mới mượn người đi giả ra mới thành bột, rồi làm bánh đúc cho Phật ăn. Đó là bánh bột á.